Đấy nè, chứng minh 5 điểm BMKOC nổi tiếp đường tròn hoặc là thuộc đường tròn. Chứng minh như sau: chứng minh góc C1 bằng góc O1 bằng góc K1, chốt chưa? Mà nãy mình đã chứng minh góc C1 bằng K1 chưa? Rồi bây giờ chỉ cần chứng minh góc O1 bằng C1 nữa thôi. Xét tam giác gì? BOC cân tại O. Lý do OA OB bằng O OC bằng bán kính. Đường này đường gì? Đường cao. Giả thuyết suy ra đường gì? Suy ra góc O1 bằng góc O1 bằng góc O chia 2. Mà A cũng bằng góc O chia suy ra góc A bằng góc gì? O1. Mà góc A bằng góc gì? Suy ra góc O1 bằng góc gì? Bằng luôn góc gì? Ok. Ba góc này bằng nhau, suy ra 5 điểm này thuộc đường tròn. Lý do ba liên tiếp của một cạnh dưới ba góc bằng nhau.